con thấy ở đây mệt. Gần 2 tháng kể từ ngày mẹ ra đi, trong tâm trí của cô gái nhỏ Bùi Hoàng Bảo Ngọc, nỗi nhớ thương mẹ vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Dạ, sốc, hoảng, khóc, kêu, cứ ngồi bên mẹ xong rồi đó, tay của mẹ mà, sợ mẹ đi mẹ không ở bên nữa. Khi nó nhớ mẹ là cháu có cái bức ảnh của mẹ á, cháu lấy ra cháu tâm sự, hai mẹ con cháu là rất là vui vẻ, là buổi tối là hai mẹ con cháu là thương nói chuyện, thương nhắc nhau đi bộ. Không có bố, Bảo Ngọc lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của mẹ. Mẹ làm đủ nghề để trang trải, lo toan cho gia đình và nuôi Ngọc ăn học. Dẫu khó khăn vất vả, nhưng mẹ con được sớm tối bên nhau, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mẹ của Bảo Ngọc phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, mẹ đã ra đi mãi mãi. Những ngày mẹ gần đi là mẹ về dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, tập nấu ăn đi cậy mãi một lấy chồng không về được nhà chồng. Mẹ dặn là sống cho tử tế, sống có ích cho xã hội. Thương Bảo Ngọc tuổi nhỏ không cha, mồ côi mẹ. Ông bà ngoại sang ở, chăm sóc Bảo Ngọc, phần nữa cũng để hương khói cho đứa con gái xấu số. Ông bà năm nay đều đã ngoài 90 tuổi, già cả, đau ốm bệnh tật liên miên. Mỗi lần nhắc đến cô cháu gái nhỏ, bà ngoại Bảo Ngọc đều không cầm được nước mắt. Nhớ mấy chú mấy o giúp đỡ cho cháu tôi với ăn học cho đến nơi đình chốn, mẹ giống có ai nuôi. Tôi thì không ngoài miệng ngoài da thôi, không để ý nuôi cháu. Mà đứng bông ông không có miệng, không có chỉ là có nương da rồi. Cuộc sống nhiều khó khăn thiệt thòi, nhưng không ngăn được ý chí vươn lên của Bùi Hoàng Bảo Ngọc. Nếu như ở nhà, Ngọc là đứa con ngoan hiền hiếu thảo, thì ở lớp, em lại rất chăm chỉ cần cù trong học tập, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Thời điểm mà mẹ bạn qua đời thì bạn gần như là suy sụp, tôi và các bạn trong lớp, đồng viên tạo mọi cái điều kiện để em có thể tiếp tục đến trường. Mặc dù là cái hoàn cảnh như thế nhưng mà trong quá trình học á, là em thường xuyên xây dựng bài. Khi mà giáo viên ra bài tập về nhà thì em cố gắng là hoàn thiện bài tập rất là đầy đủ. Ở em có một cái nghị lực mà hiếm có một học sinh nào có được. Mặc dù gia đình bạn có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng bạn vẫn luôn hoạt động tích cực, lan tỏa rất là nhiều yêu tin yêu thương đến với mọi người. Ở bên bạn em cảm thấy rất là thoải mái. Đối với Bùi Hoàng Bảo Ngọc, ngoài ông bà ngoại thì giờ đây, thầy cô, bạn bè chính là những người thân yêu của em. Ngày hôm nay, trong căn nhà nhỏ của mình, Bảo Ngọc được các cô chú chính quyền địa phương và đại diện nhãn hàng Behuda đến thăm hỏi và động viên. Từ ngày mẹ mất, sự quan tâm chia sẻ của các tổ chức đoàn thể, hàng xóm láng giềng và các tấm lòng hảo tâm đã giúp em phần nào vượt qua những khó khăn. Hoàn cảnh của em Bùi Hoàng Bảo Ngọc cũng rất đặc biệt khó khăn. Thì sau khi mẹ em mất thì chính quyền địa phương cũng hỗ trợ phần nào để động viên em vượt qua khó khăn lúc này. Thì riêng đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đồng hành cùng em về qua cái chương trình mẹ đỡ đầu là cầu nối cho trung tâm bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh Quảng Bình cũng đã hỗ trợ em 12 triệu trên một năm. Đối với chi hội phụ nữ của tổ dân phố Diêm Trung thì cũng đã huy động vận động chị em trong tổ dân phố cũng đã giúp đỡ được một ít vật chất và cùng chị em cũng luôn quan tâm tới tinh thần, động viên, nhắc nhở, sâu sát giúp đỡ em. Chia sẻ với hoàn cảnh của Bảo Ngọc, nhãn hàng Behuda đã trao tặng em 5 triệu đồng với mong muốn mang đến sự ấm áp cho em vào những ngày đầu xuân năm mới. Ước mơ của Ngọc là được đến trường, được tiếp tục đi học. Chúng tôi tin rằng Bảo Ngọc sẽ không đơn độc trên con đường phía trước. Bởi trên hành trình ấy, bên cạnh em còn có ông bà,
người thân, thầy cô, bạn bè và những tấm lòng vàng sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng sẻ chia và giúp đỡ em. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ em Bùi Hoàng Bảo Ngọc, học sinh lớp 81, trường Trung học cơ sở Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, hoặc chuyên mục Nhịp cầu nhân ái, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, 54 Quang Trung, thành phố Đồng Hới, điện thoại 0232-3820-518, số tài khoản 0311-0088-99988, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương, Vietcombank chi nhánh Quảng Bình.